Hello, mình đã thử khá là nhiều cái app rồi, nhưng mà mình thử vào cái nhỏ nhỏ này này thì là no, cái này là không có dùng được. Còn mình dùng cái này này, mình dùng cái này thì là âm bass của nó là cực kỳ, là tất nhiên là nó cũng không đạt chuẩn bằng cái khác của mình, nhưng mà âm bạn cảm nhận được âm nó giảm bớt đi một chút, nhưng cái tiếng bass nó vô cùng sâu và nó như một cái tiếng bom các bạn ạ, như cái tiếng bom. Bạn chỉ thích mình cái bass thôi thì bạn dùng cái này. Bây giờ mình thử bạn xem. Đây, những cái cuộn này nhá là nâu. Cục này đã thử rồi, nâu luôn. Cuộn này re với đây này, đây với đây là bạn quấn cho mình giữa cái dây này với dây này là 660 vòng này. Loa này, từ loa ra nhé, để gần lại loa chút này. Loa bạn đấu vào đây 660 vòng này, đây. Có một sợi nữa này, bạn đấu vào đường 660 vòng nữa. Rồi hừng hẳn. Cái này vứt đi nhé. Vứt đi. Đây là âm ly này. Âm ly nhá. Mình sẽ đấu một đầu ở đây. Một đầu mình đấu vào đây. Và một đầu mình đấu vào cái đường này. Đường này là một đường 290 vòng. Nguyên văn là thế này bạn này. Mình đấu thẳng vào đây, đấu thẳng vào đây. Trầm và ấm như là cái bên kia. Thế